Cứ mỗi khi trận đấu lâm vào bế tắc, sút phạt trực tiếp lại trở thành một trong những cơ hội đem lại bàn thắng cho đội bóng nếu họ biết tận dụng tối đa. Không biết bao nhiêu lần, những chân sút phạt cừ khôi đã biến thành người hùng và là cứu cánh cho đội nhà giải quyết trận đấu với những cú đá phạt thần sau. Đã có một giai thoại kể rằng khi Messi bước đến chấm đá phạt trực tiếp, các đồng đội ở Barcelona đã nghĩ đến việc ăn mừng. Kể từ những năm đầu thập niên 2010 cho đến nay, Messi đã dần hoàn thiện kỹ năng này và biến nó trở thành một ngón đòn chết chóc như hiện tại. Trên lý thuyết, để thực hiện thành công một quả đá phạt, cầu thủ phải có một cổ chân đủ dẻo trước khi tiếp xúc đúng điểm cần trên trái bóng, sau đó đưa bóng đi xoáy với độ cong hoàn hảo và dĩ nhiên phải ngoài tầm với của thủ môn. Kỹ năng này đến từ quá trình tập luyện nghiêm túc nhưng cũng có thể xuất phát từ một pha bóng xuất thần. Và khi nói đến khả năng xuất phạt thăm ba với tần suất đều đặn, điều này chỉ có thể đến từ quá trình tập luyện và gian nan của các cầu thủ. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với 10 chân xuất phạt xuất sắc nhất châu Âu tính từ mùa giải 2012-2013. Vị trí số 10, Paulo Dybala, 10 bàn. Trong những năm tháng khoác áo Juventus, Paulo Dybala từng được coi là người thừa kế chiếc áo 21 của Pirlo, không chỉ bởi lối chơi hào hoa mà còn là cảm hứng từ những cú đá phạt trực tiếp. Cách nghiêng trụ, lái cổ chân của Dybala trên chấm đá phạt biến anh thành của hiếm trong bóng đá hiện đại. Trái với những cách sút phạt thông thường, Dybala dùng chân phải làm trụ và chấp nhận bẻ nghiêng người 45 độ để có thể dùng lòng trong miết quả bóng theo độ diện tích hẹp nhất. Nhờ kỹ thuật dứt điểm này, những cú sút phạt của Dybala cực xoáy và luôn làm bỏ tay thủ môn vì nó đi vào những góc rất khó. Đây là một kỹ thuật rất phức tạp và có khả năng ảnh hưởng tới đôi chân của người thực hiện, nhất là chân đặt trụ nếu không biết giữ dịch. Vị trí số 9, Daniel Vaz, 13. Với khán giả đại chúng, chắc hẳn ít người biết đến Daniel Vaz. Tuy nhiên trong làng đá phạt, anh từ lâu là một cái tên sừng sỏ với những cú sút đầy điều nghệ. Đặc biệt, trong giai đoạn khoác áo câu lạc bộ Evian của Pháp từ năm 2011 đến 2016, tiền vệ này khiến nhiều người phải há hốc mồm với những siêu phẩm xuất phạt ấn tượng. Mùa hè 2015, Daniel Vaz quyết định chia tay Evian để chuyển sang đô quân cho Santa Vigo. Tại Tây Ban Nha, anh vẫn mang theo ngón đòn điêu nghệ trên chấm đá phạt để ghi những siêu phẩm tuyệt vời. Hiện tại, Vaz đang khoác áo câu lạc bộ quê nhà Colombia sau khi rời Atletico Madrid vào mùa hè vừa qua. Vị trí số 8, Andrea Pirlo, 11 bàn. Đứng thứ 8 trong danh sách này là huyền thoại trên chấm đá phạt Andrea Pirlo. Có lẽ không cần phải bàn quá nhiều về kỹ năng xuất phạt của cựu tiền vệ người Ý. Chính khả năng xuất phạt là một trong những phẩm chất quan trọng đưa Pirlo lên hàng ngũ huyền thoại. Theo thống kê, Pirlo đã tổng cộng 46 lần đưa bóng vào lưới từ chấm đá phạt trong sự nghiệp. Nếu chỉ tính trong 3 mùa giải với Juventus, Pirlo đã có 12 cú sút phạt thành công, một hiệu suất rất kinh ngạc. Những pha sút phạt kinh điển vào lưới của Napoli ở mùa 23-24 hay Inter mùa 27-28 chắc hẳn là những ký ức không thể nào quên với những ai rất yêu trái bóng tròn và rất yêu luôn phong thái hào hoa của Pirlo. Vị trí số 7, Alexander Kolarov, 11 bàn. Quyết định gia tư sự nghiệp cầu thủ vào mùa hè vừa rồi của Kolarov thực sự khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Trong suốt sự nghiệp, hậu vệ người Serbia luôn khiến tất cả phải trầm trồ với những cú đá phạt thần sâu. Ngay cả người hâm mộ Việt Nam cũng đã có dịp mục sở thị khả năng đá phạt hàng rào của Kolarov. Trong trận giao hữu giữa Marseille và đội tuyển Việt Nam vào năm 2015, chính Kolarov là người đã mở tỷ số với một cú đá phạt hạ gục thủ thành vĩnh lợi. Đá phạt là kỹ năng bẩm sinh, có thể cải thiện được thông qua rèn luyện, nhưng không có năng khiếu thì tập mãi cũng vậy, Kolarov từng chia sẻ. Vị trí số 6, Dani Parejo, 12 bàn. Nhà trưởng Villarreal từ lâu đã là một chân sút phạt hàng rào khét tiếng. Tính từ mùa 2012-2013, Parejo có tổng cộng 12 bàn thắng thực hiện trên chấm đá phạt. Tiền vệ 33 tuổi là một điển hình cho những trường hợp đủ trình độ khoác áo những câu lạc bộ lớn, nhưng vẫn chọn an phận tại những câu lạc bộ tầm trung. Với những khán giả có con mắt tin tưởng, Dani Parejo là một trong những mẫu tiền vệ kiến thiết lùi sâu bị underrated nhất thế giới nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh nhãn quan chiến thuật và khả năng phân phối bóng xuất sắc, Parejo có gây ấn tượng bởi ngón đầu trên chấm đá phạt. Siêu phẩm xuất phạt tung lưới Real Madrid tại La Liga 26-27 là bàn thắng điển hình cho kỹ năng đá phạt tuyệt vời của ngôi sao người Tây Ban Nha. Vị trí số 5, Cristiano Ronaldo, 13 bàn. Đứng thứ 5 là một cái tên cực kỳ quen thuộc. Dù thành tích xuất phạt thành 3 của Ronaldo đã suy giảm thấy rõ trong những năm qua, nhưng không thể phủ nhận
phẩm chất độc đáo NCR7 mỗi khi anh đứng trước một quả đá phạt. Khi còn khoác áo Man United hay Real Madrid, Ronaldo từng là nỗi khiếp sợ của mọi thủ môn với kỹ năng xuất phạt rocket. Những cú nút combo đã trở thành thương hiệu khiến nhiều cầu thủ cố gắng học theo để thực hiện. Tuy nhiên, cũng chính kỹ thuật nút combo này được cho là một trong những lý do khiến khả năng xuất phạt của Ronaldo suy giảm theo thời gian. Khi càng có tuổi, kèm với nhiều chấn thương hắn gặp phải, lực sút lên CR7 vì vậy đã không còn uy lực như ngày xưa. Vị trí số 4, Hakan Çalhanoğlu, 14 bàn. Trung nào xuất phạt hàng rào, Çalhanoğlu từ lâu đã bước lên hàng ngũ quá triệt. Nhạc trưởng người Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu những siêu phẩm xuất phạt chuẩn xác dù bất kỳ khoảng cách hay góc độ nào. Ở tuổi 20, Hakan Çalhanoğlu đã ghi tới 7 bàn thắng trên chấm đá phạt tại Bundesliga chỉ trong 2 mùa giải. Nếu tính từ mùa 2022-2023 cho đến nay, tiền vệ này sở hữu riêng cho mình 14 cú sút phạt trực tiếp thành bàn. Ngay ở những vị trí sút rất khó để thành bàn, Çalhanoğlu vẫn biết cách phù phép cho quỹ đạo bay của trái bóng khi thủ môn phải bó tay hoàn toàn. Cú đá phạt thân sâu vào lưới Dortmund từ gần vòng tròn giữa sân mùa 2023-2024 là một ví dụ tiêu biểu cho kỹ năng sút phạt đẳng cấp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ. Vị trí số 3, Miralem Pjanic, 15 bàn. Pjanic khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định chia tay bóng đá đỉnh cao, chuyển tới UAE chia bóng cho Shaja. Quyết định chia tay bóng đá châu Âu của tiền vệ người Bosnia thực sự khiến người hâm mộ tiếc nuối. Trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là giai đoạn chơi tại Serie A cho Roma và Juventus, Miralem Pjanic đã tạo nhiều tiếng vang với danh xưng của một chân sút phạt khét tiếng. Năm 2018, Pirlo cũng đã xếp Pjanic vào top 3 cái tên có khả năng sút phạt tốt nhất thế giới bên cạnh Messi và Dybala. Theo thống kê, Pjanic đã có tổng cộng 15 cú sút phạt thành bàn kể từ mùa 2022-2023. Vị trí số 2, James Ward-Prowse, 16 bàn. Tiền vệ người Anh đã có năm thứ 13 liên tiếp khoác áo Southampton. Trong chừng ấy năm, James Ward-Prowse từng bước lên hàng huyền thoại của những vị thánh nhờ vào lòng trung thành, tài năng và nhờ khả năng sút phạt vô cùng đẳng cấp. James Ward-Prowse hiện đang xếp thứ 2 trong danh sách những chân sút phạt thành bàn nhiều nhất lịch sử Premier League với 16 bàn, chỉ kém người dẫn đầu David Beckham 2 bàn. Ở tuổi 28, khả năng tiền vệ của Southampton phá được sâu kỷ lục của Beckham là rất rõ ràng. Vị trí số 1, Lionel Messi, 34 bàn. Dẫn đầu danh sách này là cái tên không khiến nhiều người bất ngờ. Với 34 cú sút phạt thành bàn, Messi bỏ xa người xếp thứ 2 là Ward-Prowse. Khi bắt đầu sự nghiệp, Messi vốn không nổi tiếng với khi nào sút phạt. Tuy nhiên, sự rèn luyện chăm chỉ cùng với đôi chân thiên tài đã giúp Ampuga sở hữu khả năng thực hiện những tình huống cố định một cách chết chóc. Bí quyết cho điều này nằm ở động tác và tư thế của ngôi sao người Argentina. Khi xuất phạt, chân Messi luôn tạo thành góc 50 độ. Anh đặt gần như toàn bộ phần bàn chân trên mặt đất trong thời gian thực hiện cú sút. Anh không nhón gót hay tập trung vào phần mũi như cách mà Ronaldo hay những cầu thủ khác hay làm. Điều này giúp Messi có sự ổn định, cân bằng và kiểm soát lực cực tốt khi sút. Đó là 10 chân sút phạt xuất sắc nhất châu Âu tính từ mùa giải 2022-2023. Nếu như trận đấu đang có tỷ số hòa, trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng và bạn phải chọn một người để bước lên chấm đá phạt, trong số 10 người này bạn sẽ chọn người nào? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.